Don't stop. Audio Jungle. Xin chào các bạn đã click sau của mình. Video tiếp theo hôm nay, mình sẽ cập nhật giá xe Honda Lead 125 cuối tháng 8 năm 2018 mới nhất tại lý để các bạn tham khảo. Honda Lead 125 có mức giá khá tốt. Đây cũng là mẫu xe của chị em. Nếu các bạn đi ngoài đường có thể thấy các chị em sử dụng rất nhiều chiếc xe Honda Lead 125 để phục vụ cho việc đi lại hàng ngày. Dường như trong phân khúc xe tay ga dành cho nữ giới, Honda Lead và Honda Vision hầu như không có đối thủ. Giá xe Honda Lead 125 2018 cũng đã giảm nhẹ từ 500 đến 1 triệu đồng tùy theo từng phiên bản trong tháng cô hồn này. Giá xe Honda Lead 2018 bản tiêu chuẩn không có chìa khóa thông minh Smart Key gồm hai màu đỏ và trắng đen, có giá bán hiện tại là 38.990.000 đồng. Honda Lead 2018 bản có chìa khóa thông minh Smart Key gồm các màu xanh lam, vàng, xanh lục, trắng nâu, trắng ngà, có giá bán hiện tại là 40 triệu đồng. Và Honda Lead 2018 bản kỷ niệm màu đen mờ mới có giá bán cao nhất là 41 triệu đồng. Có thể nhận xét, với mức giá ở trên cộng thêm xe được trang bị nhiều tiện ích mới hiện đại và một chiếc cốp rất rộng để các chị em có thể thoải mái để đồ dùng cá nhân, thì thời điểm hiện tại là thời điểm tốt nhất để các bạn nào đang quyết định mua chiếc xe này có thể tham khảo và lựa chọn. Trên đây, mình đã tham khảo giá xe Honda Lead 125 2018 tại đại lý ở tỉnh Lai Châu. Ở các đại lý khác trên toàn quốc, giá có thể cao hơn hoặc thấp hơn một chút. Các bạn liên hệ đến đại lý gần nhất để có giá bán chính xác. Đây là cơ sở để các bạn lựa chọn cho mình một chiếc xe phù hợp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu hay, các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo.